Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa bất ngờ hoãn xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ để xác minh thêm chứng cứ về khối tài sản hơn 2.100 tỷ đồng. Dù 14 giờ phiên tòa mới bắt đầu nhưng 13 giờ 30 phút ông Vũ đã có mặt tại tòa. Hàng chục phóng viên có mặt tại tòa đã vây kín quanh ông Vũ. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Vũ cho hay qua không bận tâm đến số tiền trong ngân hàng và không bận tâm đến bất động sản mà bà Thảo đang giữ hay muốn chia phần. Qua chỉ muốn Trung Nguyên tiếp tục phát triển tầm toàn cầu. Trung Nguyên của Qua không ai được giành cả và cho rằng tòa sẽ dựa vào phán quyết theo cái họ biết và thấy. 14 giờ hội đồng xét xử bắt đầu làm việc. Các thành viên hội đồng xét xử bước vào phòng xử án. Dù trước đó thông tin báo ngày 1 tháng 3 sẽ tuyên án, nhưng bất ngờ chủ tọa thông báo quay lại phần hỏi. Tuy nhiên, ít phút sau, hội đồng xét xử công bố cần yêu cầu các bên cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.102 tỷ liên quan đến yêu cầu phản tố của ông Vũ tại ba ngân hàng Exibank, BIDV và Vietcombank. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm các chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 27 tháng 3. Đề nghị bà con biết số tiền bà Thảo gửi tại ngân hàng. Theo ông xác minh của tòa án, đến thời điểm này thì số dư còn bao nhiêu? Và bà có đem ra tài liệu về vấn đề đó hay không? Tài bao nhiêu không? Không nắm được số dư. Bà ngồi xuống. Mời đại số tiền trong tài khoản theo tòa án đã xác minh với ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch. Còn rồi, bởi vì chỉ trong khoảng thời gian đó thì có cái tính vấn rồi.
vậy thì trong một vụ án ấy, nếu mà để mà xác định số tiền còn hay không để mà chia thì nó phải thể hiện ở cái chỗ là hiện tại nó còn hay không. Đó. Thảo cho rằng bà có góp tiền cho phủ đất khởi nghiệp nhưng không có chứng cứ chứng minh. Năm
loại tôi đi cà phê do ông Vũ khởi nghiệp sáng lập từ năm 1999. Chị viện sát phát biểu về chị có ý kiến gì chị? Không, ấy là viện sát phát biểu về mình có ý kiến gì? Thank you.